Thưa quý vị các bạn, tỉnh lộ 35 là một tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã xuống cấp nhiều năm qua, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đường này xuống cấp là rất lâu rồi. Đó, dự kiến nó 15 năm nhưng nó vẫn cứ thùng hàng, cứ được vài bữa lắp vào xong mưa đi rồi xe rác nó ủi nó lại thành lỗ hết. Liệu xây dựng những bê tông cục ấy, họ đổ này chỉ gây cản trở thôi. Có xe máy đi vào nước này lao cái biêng luôn. Có nhìn được đâu, cục to đùng kia anh bảo mình làm được cái gì cái cục ấy, nó đổ và đổ bay hoặc là đổ cái gì chứ đổ những cái cục này dân khổ dân lại càng khổ thôi. Ngày nào lắng thì nó bụi, rồi xe rác nó đổ nước nó lênh láng ngập. Đây là có mưa đấy, nó không có mưa là nước này là nước của xe rác đấy, không phải nước mưa đâu. Bây giờ những cái xe dân thường, những xe con người ta không biết đường thì nó vẫn đi qua đây, nhưng mà xe buýt người ta biết đường là người ta đi tránh vòng ở đằng kia cách xa này khoảng cây số. Tai nạn thì chỉ có xe máy thôi, có anh cũng mấy lần đưa đi bị ngã ở đây xong rồi đưa đi trạm xá băng bó là có mấy lần. Cái học sinh đi rất nguy hiểm đấy, đấy em đi ngập hết cả bánh xe luôn. Theo ông Trịnh Văn Duy, Phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tỉnh lộ 35 dài khoảng 17 km. Đây là tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 2A với quốc lộ 3. Trong những năm qua có nhiều vị trí xuống cấp, nặng nhất thuộc địa phận hai xã Nam Sơn và Minh Phú. Trong cái thời gian vừa qua ấy, chỉ trước cái kiến nghị của ủy ban huyện, của cử tri trên địa bàn, thì nội dung đã được thành phố quan tâm chỉ đạo, giao cho đơn vị quản lý là Sở Thông Vận tải để thực hiện cái việc mà duy tu duy trì đảm bảo đi lại của nhân dân. Thì thành phố cũng có văn bản từ ngày 1 tháng 8. Ngay sau khi văn bản ở thành phố thì ủy ban huyện cùng với cả các xã cũng rất là chủ động đã tổ chức làm việc với cả các đơn vị và chủ đầu tư và đơn vị mà được giao là ban duy tu công trình giao thông của Sở Giao thông Vận tải để có những cái phương án để đảm bảo giao thông cũng như là đẩy nhanh cái tiến độ triển khai dự án. Ông Duy cho biết thêm, hiện Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện duy tu sửa chữa hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.